Vào sáng ngày 8 tháng 9 năm 2022, MV ca khúc chủ đề single thứ 30, Z-Tai Inspiration của SKE48 đã được tiết lộ trên kênh YouTube chính thức của nhóm. Single lần này sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Link MV ở dưới phần mô tả video nha.